Xin chào tất cả anh em, chào anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Hyundai Santa Fe ạ, cho cả bốn phiên bản nhé Từ phiên bản máy dầu bản cao cấp, máy xăng bản cao cấp, máy dầu bản tiêu chuẩn và máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chiếc xe này này nó sẽ đang có hai phiên bản gọi là hai năm sản xuất là 2020 và 2021. Thì video này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe của chiếc xe sản xuất 2020 nhá Bởi vì 2020 đang được hỗ trợ giá rất là nhiều cho anh em Vậy thì em sẽ lên cho anh em về chiếc xe Santa Fe Cho cả bốn phiên bản và xe sản xuất 2020 nhá Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe Máy dầu bản cao cấp sản xuất 2020 ạ Với giá niêm yết nó đang là 1 tỷ 245 triệu ạ Nó sẽ là giá tính thuế luôn cho anh em nhé Tháng này bây giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá như đang là 1 tỷ 181 triệu đi ạ Giảm giá rất là sâu cho anh em nhá Đấy. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào Thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình Để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em nhá Cam kết với anh em giá sẽ là luôn luôn tốt nhất thị trường cho anh em đấy ạ Vậy thì chiếc xe hôm nay Santa Fe máy dầu bản cao cấp này Năn bánh Hà Nội sang tháng 1 này đang là 1 tỷ 353 triệu đấy ạ Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 310 triệu nhé còn ở thành phố Minh thì đang là 1 tỷ 328 triệu đi ạ Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em Đó chính là thuế trước bạ này Biển số, đăng ký, đăng kiểm Phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự Còn các chi phí mà em chưa tính vào cho anh em Đó chính là bảo hiểm thân vỏ Bởi vì bảo hiểm thân vỏ đó sẽ là bảo hiểm tự nguyện Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc anh em thôi nhá Trừ khi mà anh em mua trả góp qua ngân hàng đấy ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe Máy dầu bản tiêu chuẩn ạ với giá niêm yết nó đang là 1 tỷ 055 triệu nhá Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 010 triệu đấy ạ Tức là đang giảm giá cho anh em với giá đang là xuống còn là 40 giảm giá cho anh em là 45 triệu nhé Giảm giá rất là nhiều cho anh em đấy ạ Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào Thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình Để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em nhé Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em này, anh em đấy ạ Vậy thì chiếc xe hôm nay Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn sản xuất 2020 này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1 tỷ 159 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 120 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 138 triệu đấy ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chứ nội thuế chắc là 12%, biển số sẽ là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế chắc là 10%, biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế chắc là 10% và biển số là 20 triệu dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Minh đó là như vậy đấy ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe hôm nay Santa Fe máy xăng bản cao cấp ạ với giá miết nó đang là 1 tỷ 185 triệu nhá hiện tại đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 132 triệu đấy ạ đang giảm giá rất sâu trong đó gồm có giá giảm cho đại lý và hỗ trợ từ giá từ nhà máy xuống còn là 1 tỷ 132 triệu nhé còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe hôm nay Santa Fe máy xăng bản cao cấp này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 1 tỷ 297 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 255 triệu nhá. Còn ở thành phố Minh thì là 1 tỷ 273 triệu đấy ạ. Em nhớ nhầm sẽ nó có 7 tỉnh thuế sẽ là 12% Anh em mà trong 7 tỉnh đấy mà muốn tính tính về thuế cho bạn Và không cũng như là tổng lăn bánh Thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình Để em sẽ tính toán cho anh em một cái chi tiết cụ thể cho em nhé Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em một chiếc xe cuối cùng Đó là chiếc xe nay Santa Fe Máy xăng bản tiêu chuẩn ạ à. Với giá niêm yết nó đang là 995 triệu à. Nó sẽ là giá tính thuế luôn cho anh em nhé Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 951 triệu đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy có điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em nhé. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em. Vậy thì chiếc xe hôm nay Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn này lăn bán nhân nội bây giờ đang là 1 tỷ 093 triệu đấy ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 055 triệu nhá. Còn ở thành phố Minh thì đang là 1 tỷ 073 triệu đấy ạ Vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe Cũng như tổng lăn bánh cho anh em về toàn bộ của chiếc xe Santa Fe Từ bản máy dầu cao cấp, máy dầu bản tiêu chuẩn, máy xăng bản cao cấp và máy xăng bản tiêu chuẩn Cũng như là em tính tổng lăn bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Minh Rất là chi tiết cho anh em rồi Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Vindai cũng như các hãng xe khác nhau như là Toyota, Toyota, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi hay hết rất rất nhiều các hãng xe trên thị trường Việt Nam. Ok, vậy thì em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.